Chờ như mấy em, hot girl thì lên mình bán kem. Gỡ hết tấm phấn trên mặt chỉ có 360 của mấy em. Lên Facebook mình tự kỷ, sao mình xin là FA. Nếu bây giờ em tự nghĩ gặp mấy thằng xấu là em từ chối ngay. Vì là da trắng, đeo lên phấn trên mặt.